Phong mẹ pin hảo hạc sừng, cứ hàng pì, khẩu nham mô khẩu xúc lường, rú toi tung nạ, gấp rú bưng sản pu, hay khẩu lường ọng, lò po me, cun tay, rú xám bưng sò, huyền phòng thổ, pòm cằn tổ chức, lễ hôi kiền lầu khẩu màu. Vậy, giòn ơn chầu năm chầu đình, chơi giờ, diệt dần, đẩy má, đẩy mô, pòm gấp, đình, bưng nen, văn hóa, chan sường, khổng, trở cun. Pini, lễ hội đầy tổ chức, rú bàn, hồi én, xám bưng sò, huyền phòng thổ, môi pò me pin hỏng, pòm lim. Cun tay lò nưng cùng bưng trở cun kìn rú té châu té đài mạ, rú phùng tài bắc vào trùng, huyền phòng thổ vào rình. Cuồng gian mạ pe tòi bản mương, cắp tòi ngân làng lịch sử, cò bắc bòn ho bưng bài nền văn hóa ngân làng. Vào khẩn nên văn hóa rình khổng trở cun hô phân có hôm sở hỏng văn hóa khổng hà xíp xí trở cun Việt Nam cuồng nặn lễ hôi kiền lầu khẩu màu lò nưng cuồng bưng lễ hôi ngân lang khổng po me cun tay hàng pì cứ khẩu nham khẩu hay khẩu ná xúc đường rú chu tung nạ cắp bưng pòm pu sùng lò men nham mô hiệp thủ khẩu hay khẩu ná rú bưng bản khổng po me chu trở cun rú phùng vương bắc cuồn tay rú phòng thổ cò khản tánh toàn pưng mử ngân làng lôn chan ngam khổng quế hơn chầu ăn ăn chính lò lễ hôi kìn lầu khẩu màu cấp pưng làng phở hở po me cuồn dần cùng bản cùng mương phở món hở chu cun mi khù đi phủ cun rú hào kìn vàn ím po nò pòm và phùn đét chọp chừng diệt dần đẩy má đẩy mô phở món phân khu đi hở chỗ hơn cấp lũ làn. Lễ hội kinh lầu khẩu màu lò nưng cùng bưng lễ rào kinh khổng po me cun tay đón mở khỏi. Lễ hội cỏ mì tái châu tái đài mạ, hàng pì tổ chức lễ hội lò phân hôn hở phủ cun hảo khăn giữ hảo kinh vàn, tẩy lên mạ pe, im bó nỏ bỏm, phân hôn phả phùn đét chọc chừng, diệt dần đẩy khẩu mà mát tư và món hải cho hơn các tu làn cho con cháu những mùa màng tốt tươi khai bàng hải lễ hội kiền lầu khẩu màu chính lò lê khé khoản khẩu cò pét sương chở cuồn ứng cuồn tay lò cuồn diệt dần hay nạ diệt dần đẩy má đẩy mũ lò pưng in sáu nằm đình bà bu sương nằn về cuống sơ chầu năm chầu đình lò khù rào khin bấu đút xe đẩy về diên nỉ lò phở món mì khẩu kìn trung hồng bổng kìn để rú diệt dần bơ sưng hẳn mọi tư tổ chức lễ hội lưng đẩy khe khoản khẩu té tung nạ hình hay mà vậy cũng sơ về diên nỉ cò vào gần nên văn hóa ngân làng khổng chở cun bằng lẽ sớ luông hủ khổng po me cun tay lò khẩu đẩy bàn pin xí tàng cùng đàn tàng quốc khe lò khẩu nhang ón mi nằm nủ xước năn lò khẩu mịt áo súp nòi nừng hát va nhang ón sương nằn đẩy po me ẩu mà diệt khẩu mẫu khẩu hang lò tàng thứ sàm mịt áo khành cắp đầy nừng hở mắt ón cắp ai hòm là rút lò khẩu khào nhang lưng khe lò khẩu sàn lưng tùm kìn hàng bự khe khoản khẩu chính lò khắc nghệ diệt lễ vào khẩn khu quý bánh khổng khoản khẩu vào khẩn khoản khẩu choi giờ phủ cun lưng rú hào kiền vàn ím po nò pòm và phùn đét chọc chừng cơn đầy khẩu ma má tứ âu phúc ma hở tay hơn cắp lũ làn chưa bày khe khoản khẩu ma diệt lễ lưng đầy po me lơ ầu mử đi pin rảnh chưa bày tăng và bỏ phăng thảm cỏ bấu đầy khàn đẩy vầy sư họt tàu nạ trương khồng vầy hạt khẩu lò mà kiếu ăn đi đẩy lò phủ nhĩnh mi cho hơn uốn ình lưu tàu hào khăn bó phăng giòn đầy toi kham trên khồng cun tay rú nỉ bưng cun nỉ ầu khẩu má hơn diệt khẩu màu lò vào khẩn lồng ngắm hót toan thừng đối cắp chầu năm chầu đình làng chơi diệt lễ khé khoản khẩu mung lò chơi sòn hôm chu tàng trương khổng
vậy diệt lê cúng khoản khẩu. Bị thể va, cô bộ kín tươi rú, gòng cun tay, lưng ngắm, phở món chào năm chào đình, cồm cồm hé hèn. Cơn đẩy, lại khổ đi, chắp bày cây say bè đắc, bưng khủ bó đi mì o, cồm bàn bương. Bơ sương nặn, lê cúng sứ, lò lê bấu lút xê đầy, cắp lưng đẩy nam dệt. Làng chơi diệt lẻo lễ cúng, chu cun bàn tài khẩu, mà bón khổ khá ứ, vầy khẳng tánh tầm khẩu mẫu. Về diệt khẩu mẫu cỏ xa trạ, đẩy tầm các phát vi lại tư, ẩu kép o, hoặc chờ đầy, bấu mi mịt lạp, các bấu mi kép trắng thổi. Làng chơi khổ giúp, hôn khẩu, lò tầm pin khẩu mẫu. Hà va pơ hiệp thù khẩu, cùng dàn lá cằn, sơn nặn, có mi lại tàng khẩu lá cằn, khẩu đầy khổ, hở mịt té trắng ai hòm. Toa kham trên khòng cun tay, khu nì đẩy chết chảnh thí, khẩu trắng ai hòm, cắp bấu đầy đằng phay lại khẩu chí khảnh, chưa khổ leo, lò ẩu sở chốt tầm. Cầu gian tầm khẩu màu, cun tầm đầy tầm lương tình, bòm nặn đầy mi cun, khuôn khẩu cuồng trộn. Pan pưng giáo xíp tơ tầm, trắng mồm lèo chụp nừng. Khẩu đầy tầm lèo, cắp phát bè, lò đầy ẩu hó sở bờ tòng trình khèo. Vừa bảy chữ đầy khẩu khèo, vừa bảy chữ đầy lôm ai hòm khổng khẩu mẫu. Khẩu mẫu có cất pin nên văn hóa khổng cun tay. Mỗi mô khẩu xúc lường, lò mi ai hòm khẩu mẫu rú chu phùng, tạo chư xình rú tón điền phùng dùng. Chưa khẩu mẫu đầy tam lẹo, lò chưa po me diệt lế rú hơ mày. Hứ cò nhang khé lò khô lùng. Khô lùng đầy mi ó té bổng kìn đầy rú giết dần khổng cun dần rú nỉ. Các phủ nhinh cun tay tam khẩu lò nưng cồn pưng nang về diệt lưng quén khơi hàng mự. Cuộc chơi tam khẩu đẩy tầm sát đứng sáu cằn ó lang một giường lâm xề pưng mự diệt dần nắc lưới rú hay rú na. Khảm cài lại gian chơ có cơn pin pưng bay xe đẩy ẩu khẩu xung đỉnh môn rú pưng mử lế mử trình. Đối các pome cun tay chô khẩu đẩy ẩu diệt té mày đi năn sinh trẻ cắp đẩy lưa tròn ẩu cò lùm sư đẩy tắt pin khéo bấng sáu tôi lang mòn cha diệt lùng nổi hy tìn đá cằn. Hang đứng đẩy chỗ càng trưng hở hang quảng chư tầm khẩu trắng đẩy ngay đi tầm khẩu cò mi là nham nham trao khẽ nham mừng kìn cưới mừng khẩu mẫu pòm cắp xình cúng xình cọng giòn dân dân bảy pòm cắp pưng bài xe không phùng dinh xào trai báo tấm tên lung môn sườn cùng mưa hội cắp chưa lê tầm khẩu mi ó nhang lò nham pome cùng dân bản tổ chức lễ hội đỉnh môn khắp xe bừng bài khắp bài xe tôi kham trên khòng cuôn tay lưng và bấu xe khẩu bấu chăn bấu xe khẩu bấu má khắp xe lò vào khẩn lung hạc bành khòng pome cuôn tay té lang mạc cùng bổng kiền đời rú dệt dườn hoặc lang mạc bừng đồi nhinh xào trai báo cuôn tay lưng tổ chức khắp xe cùng bưng mử hội đỉnh môn cưới đồng mi thể va xe ngân lang khổng cun tay đẩy bác bòn ó té vê diệt luồng dần cùng bổng kìn đời rú hàng mử vẩy lâm xê pưng mử diệt dần nắc nới xe diệt hở phủ cun sáng mốc vàng trời nhăng tạo lông khát sàn cùng pome bản khúng cắp cằn hơn từ tên năn xe tạo lông khát sàn bàn bánh lông hủ kìn rú diệt dần hàng mử khổng cun tay lọc khô cái choi giờ hâu hủ chành cằn hơn ma phổ kiện đầy rú khổng phủ cun cắp hôm phân tạo luôn chăn ngàm hở nghe khắp xe ngân làng khổng chở cun Việt Nam với là cắp lúc bùn khổng địa phương cùng về tổ chức lễ hội lò vậy bảy chư cắp bính khầy nên văn hóa khổng chở cun giòn khẩn lò nên văn hóa khổng po me cun tay đón rú xá mương sò vào rình cò vét xương rú phủng tay bắc vào trùng cô gian bè nạ mở khỏi trí sức tạm tổ chức hàng pì lễ hội vầy nhọn ảng man nền văn hóa khổng po me cun tay cổ mường cổ bách xương mường nọ về tổ chức lễ hội lò phang mon phà phun đét chọc chừng dệt dần đẩy má đẩy mũ
phong thổ như của mình sao? Bản sắc dân tộc văn hóa mình thì hàng ngày cho tôi khỏi lò chở cùn tay đẩy xung khẩu mử hồi điển môn cò môn sương sương lễ hội thèn kiền vàng kiền lào khẩu mẫu lễ hội nàng hàn cùng lễ hội mi lại nét văn hóa chân ngam phòng phò mẹ cùn tay khỏi cò môn bưng pư đẩy xung khẩu điển môn phương nền văn hóa không chờ cùng tay cháu. Chuyên về mai sang phục văn hóa người Thái mình ấy. Đẩy hu huyện phong thổ mi cài ship chờ cun phỏm cằn kiền rú. Lai pi cài ma cấp ủy chính quyền chủ cấp dần bay huyện phong thổ đang tơ bắt bính khầy cánh bảy chư phương nền văn hóa ngân lang chăn sường khổng chu chờ cun rú cuồng phùng. Cuồng nằn về xóm bành lầu lễ hội ngân lang chu chờ cun đẩy nho sùng ca con khổng lễ hội ven xanh sương lễ hội nang hàn thèn kìn vàng kìn lầu khẩu màu khổng cun tay lễ hội gầu tàu cúng bá khổng cun mèo lễ hội xuân khổng cun rào mọi lễ hội đẩy tổ chức báu to vào gần hồ trợ chữ ơn khổng phù cun đối cắp chầu năm chầu đìn nhang vào gần lang mòn cắp tảo lang tiền chơ khổng phù cun vảy khảm cài pưng khù gia cha cuồng bổng kìn đời rú vảy hớt gần nhang lò nham vảy chu cun bỏ cằn đỉnh môn khắp xe tấm tén luôn khát sàn khổng chu chở cun cắp cằn ta khủ ngai hở phương hà phong văn hóa văn nghệ tánh ó chu tàng lũ đỉnh hơn làng sơn tó thích chắc chờ bén nạ cắp hương lại tàng lũ đỉnh ấn khát khiên tó văn hóa ngân làng cắp văn hóa toi bằng mường mẫu cài nằn hô phân tàng tánh bổng kiến đời rú văn hóa hở cun dần nho xuống hồ trời trách nhiệm khổng mọi cun nhất lò bùn bàn đàn nóm cùng với bảy chư cấp bính khầy nên văn hóa khổng chở cun cùng bàn mương mẫu lễ hội kiền lầu khổng mẫu lò lễ hội ngân làng khổng po mẹ cun tay rú phùng mương sò khổng huyện phong thổ lễ hội cò đẩy sòm bành cấp bảy chư anh đi lò nên văn hóa rình khổng po mẹ cun tay từ tế năn tạo mai hành cùng mạ mẹ diệt dần cùng gian bày nạ, huyền trí sức tàm ổn ba ương xá, cò pé sương, bò mè dân bản. Sức tàm bảy chữ ương nền văn hóa ngân làng khổng chở cuốn chậu, bòm cắp mà pé du lịch.